Chào Y. Chào Y. Chào coi. Chào cả nhà coi. Chào cả ông bà cô chú. Nay mình đi bẻ ấp chuối. Con đi đâu? Vô nấu bún nước lèo ăn. Lèo ăn. Nghe cái nghĩa nói không cả nhà, cho nó nói một tiếng, nó nói một tiếng. À, em chào cả nhà nha. Hôm nay nhờ ông chồng em muốn đi bẻ cho cái bắp chuối. Chuối kìa. Cả nhà có chạy kìa cả nhà. Con chạy đâu hả? Con chạy đâu? Đi đâu hả? Rồi tới chỗ rồi, tới chỗ rồi. Tới chỗ rồi, đừng có chạy nữa. Thắng lại. Ừ xe đó. Đây. Đó, cả nhà thấy không? Em kêu ông chồng em nhờ đi bẻ cây bắp chuối đó đó cả nhà. Ném qua bên. Xe. Em nhờ ông chồng em đi bẻ cái bắp chuối. Vô đặng em nấu uống nước lèo ăn cả nhà, tại vì có cái bắp chuối. Chứ còn mắm á, mắm có hổng gì chị chính em mới gửi lên mới cho 1 ký, em xài có nửa ký còn nửa ký. Rồi em nhờ ông bẻ, rồi rụng. Em nhờ chồng ông bẻ cái đi vô đặng em sẵn nấu nha cả nhà. Xong chưa? Chuột ơi. Đây cả nhà, được một bắp chuối. Vô nấu được mấy tô. Mấy tô bún kia, bún mắm nó bún nước lèo. Em mua thêm mớ bắp chuối với rau muống nữa. Hái xong bắp chuối rồi cả nhà thấy ông nãy nghe tiếng xe đó, nghe tiếng xe đó nó bay lên trên xe mà gác với chú nó chạy luôn rồi kìa, nó ngồi luôn rồi kìa. Đó. Quậy sớm hồn nó thấy nghe của chú rồi nó nhảy lên xe của chú nó chạy luôn rồi kìa. Nè, ôm này vô nè. Ôm này vô cho mẹ. Đây, rồi ôm bắp chuối vô nha, rồi đem vô nhà. Đem vô nhà luôn. Ôm nổi không? Đứng lên. Ôm vô nhà đi. Rồi mũ không đầy nhà quá, đầy người quá à. Đi, ôm bắp chuối vô nhà cho mẹ. Ờ biết là bông rồi. Gia vị của em bữa nay nấu món bún nước lèo đây nè cả nhà. Ở đây thì mắm nè, mắm này là bữa hổm dì chính em mới cho nè, là em ăn phân mớ còn mớ ở đây rồi em bữa nay em nấu món bún nước lèo luôn nghe cả nhà. Cái bắp chuối thì chồng em đây, bắp chuối chồng em ở dưới thằng con em đi hái nè. Hái vô xong em bào và em rửa xong hết rồi. Ba cái phần này là em chế biến, em rửa sạch sẽ hết trơn rồi. Bây giờ em chỉ còn cái công thức là em nấu thôi nghe cả nhà. Đây, còn ở đây thì em chỉ sáng em chỉ mua một con cá lóc thôi cả nhà. Một con cá lóc này 1 ký mấy nha. Cái đầu thì em chẻ làm 2. Đó, mà em kêu người ta phi lê luôn cho em rồi. Em kêu cái cô chủ quán bả phi lê cho em luôn. Đó. Phi lê sân hồi về em đỡ gỡ xương, em làm biến gỡ xương á. Người kêu phi lê nè, đó. Cũng lại là một con, em mua một con cá mà được nay bữa nay cô bả cho em nhiều xương nữa nè cả nhà. Cô này bả bán cá này thì bả hay phi lê gì nè. Bả hay phi lê gì đó rồi cái đầu người ta hay mua á, người ta kêu bả phi lê sẵn rồi còn lóc xương gì nè, người ta lấy thịt thì người ta bỏ xương lại á. Rồi thấy vậy bữa nay bà nói em bao nấu bún nước lèo cái bà cho em một đống xương cá về lấy nước ngọt luôn. Còn đây em có mua 2 lạng thịt xay và ở đây thì ngải bún. Ngải bún nè nghe cả nhà. Đây còn thịt củ hành này hồi em ướp chứ này. Còn xả thì nhà em sắc xả nhà đây. Em đi hái vô khúc này thì hồi để em sắc. Còn khúc này thì để hồi em thả vô nước luôn nha cả nhà. Nấm và rau. Nó gia vị của em có nhiêu đó thôi đó nghe cả nhà. Bây giờ em sẽ đổ nước vô đây em đi nấu mắm trước nha cả nhà. Em đổ một ca nước vô đây cho mắm cho nó gã cái đi rồi em đi bắt lên em đi bắt cái bếp lên. Em cho nước này nó gã lắm rồi em không quay đây ra đây em bắp thịt nha cả nhà. Đây. Giờ em sẽ bắt cái nồi mắm này lên cho bếp nha cả nhà. Em cũng cường nấu cái nồi nước sôi vô đây nè cả nhà ơi. Em xuống đường nấu cái nồi nước sôi ở trong á là để em hồi đặng sôi nó sôi lên rồi cái em thả cá này vô nè cả nhà. Em bắt bếp lên, em bắt cái nồi nước lên vậy em ơi là em sắc củ hành đặng em ướp vô trong cái thịt này cả nhà. Đặng chút xíu nữa. Củ hành em sắc xong rồi bắt đầu giờ em đổ vô trong cái tô thịt này luôn nha cả nhà. Bỏ ra một bên. Em bỏ đầu nêm vô luôn, đặng em ướp cho xíu hạt nêm. Cũng gia vị thường dùng ở nhà, xíu bột ngọt,
xíu nước mắm. Giờ em cho xíu đường nha cả nhà. Em không ướp tiêu nha cả nhà. Ướp tiêu em ướp tiêu em nó bán cái mùi mắm của em đi. Em sẽ không ướp tiêu, em chỉ ướp như vậy thôi. Đó. Giờ trộn lên cho nó đều nữa. Chỗ em bữa nay nó hơi ồn nha cả nhà. Xe cuốc em nó đương cuốc ở ngoài kia. Xe cuốc nó đương cuốc lên xe ba gác á, nó hơi ồn. Đây cả nhà ơi. Trong khi em ướp thịt xong vào nồi nước em nó đã sôi rồi nè cả nhà. Bây giờ em sẽ thả cá vô trước đi. Em sẽ thả cá vô trước thì em thả lượng mắm, mắm em nó cũng đã vừa gã luôn rồi đó. Nhanh lắm cả nhà. Con cá to luôn, không bóc cả nhà ơi. Đấy nó không hết rồi. Cho nó chín đi em thả vớt cá ra nghe cả nhà. Cái nồi mắm của em nó cũng đã gã rồi nè cả nhà. Bây giờ em sẽ đổ qua em lượt luôn cả nhà. Tắt bếp cái nồi bên đây. Nó nặng hơn em. Em cho nó chảy cái nước mắm xuống bớt đi nghe cả nhà. Nhiều dữ rồi. Em nấu em không lường nước em ta nhiều rồi đó cả nhà. Cho em không hứng luôn. Đợi cái nồi mắm nó sôi lên cả nhà. Bắt đầu em giờ em tới em đi đập của cái gì em quên mất tiêu rồi, ngải bún. Em nấu một hồi em cũng quên nữa. Em đập ngải bún này cho nó dập ra nha cả nhà. Em đâm cho nó dập ra. Bỏ vô đây rồi em đâm. Còn này mới chết nè, hồi để hồi ăn sau. Em bỏ vô bọc đập cho nó đựng văng cả nhà ơi. Để đập vô thớt nó cái củ này nó văng nó trời luôn. Đây, em đập nãy giờ đã xong rồi đây cả nhà. Đã xong, đã nhuyễn rồi đây cả nhà ơi. Bây giờ em đem sẽ đổ vô nồi nước súp nha. Giờ em đem này nữa, em bỏ vô nồi nước súp hết luôn nè. Cái này dưới này luôn. Cái nồi nước của em nó đã sôi nên hay là cả nhà nó em làm xong giờ em thả xả vô. Cái nấm này hồi em thả sau đi vớt cá em thả vô em tính em thả luôn mà sợ nó đầy quá. Còn cái này em cũng thả vô luôn nha cả nhà. Mẹ bún em thả vô luôn, em không có lượt xác nha. Đây. Giờ em thả vô cái gì em ba bỏ đồ niêm đi nghe cả nhà. Em bỏ đồ niêm cho cái nó thấm vô con cá đằng em vớt cá ra, cá nó cũng sắp chín rồi đó cả nhà. Tại vì cá này em phi lê ra rồi nó cũng nhanh chín lắm, nãy giờ nó sôi, nãy giờ em đi đập đồ á. Nè, nó sôi lên cá em cũng chín rồi, bây giờ em sẽ đi niêm bỏ đồ niêm vô. Ở trong đây thì nãy em mắm là nó đã mặn rồi, em chưa có niêm lại, bây giờ em sẽ bỏ vô miếng hạt niêm. Bột ngọt. 2 muỗng bột ngọt. Cho vô 2 muỗng đường. Đó. Em không đi muối nữa tại vì em bỏ hạt niêm rồi, mắm nó đã mặn rồi. Giờ em để bỏ gì vô cho nó tan chút xíu đi rồi em niêm lại coi nó vừa hay không, rồi miễn có lạc thì em phải bỏ muối thêm nha cả nhà. Gia vị em thì cũng thường ngại niêm đó thôi. Tùy theo mình niêm theo cái khẩu vị nhà mình nghe cả nhà. Em thả thịt xay vô luôn cả nhà. Thịt xay này em thả giò viên cục cục đi. Chứ em không có thả thịt xay vô luôn cho nó ra cái mỡ cho nó béo cho nó ngon nghe cả nhà. Cho nó chín luôn. Bắt đầu niêm lại nó vừa ăn nữa là xong rồi đó nghe cả nhà. Đây. Xong rồi đây cả nhà ơi. Em sắp đây, cá đồ đây em sắp lên hết rồi. Còn cái này thì em sẽ bắt lên trên bếp này. Em bắt lên bếp điện rồi ai ăn cái nhiêu thì chan vô gì cho nó nóng nó ngon nghe cả nhà. Nó làm như cái lẩu vậy đó. Cho chồng. Chồng em bóng gấp rau. Bắp chuối ngon ha. Nè, bắp chuối mới bẻ vô cái đồ ăn liền luôn á cả nhà. Bắp chuối bẻ vô cái ăn liền luôn. Nó ngon. Cho chồng em gấp bún lên nè cả nhà. Đó, thôi em mời cả nhà ăn với em nha. Chén ớt. Nước mắm, chanh. Đây, đó. Bữa nay ăn sớm cả nhà. Em tranh thủ ăn sớm đi. Còn hai người chưa về, con lớn em với thằng lính em nó chưa có về nữa. Ôi trời ơi, làm một tô giữ ăn hết không anh? Gái ăn rau không? Ăn hả? Rồi thôi để em đặt máy xuống em chan nước cho con gái. Để em chan cho chồng nó chan cố gắng nó chan. Trụng gì cho rau nó chín.
này người ăn tô là nó đây. Bác sĩ. Lấy quần mặc đi em này đây con. Ủa sao đáng quần à? Rồi chích trên đây nè con. Nút chui luôn hả? Hả là để ngồi trụng rau hả? Để đi. Để luôn hả? Đó, để cho nó qua bên kia đi. Giờ dọn tới cái cá hả? Cô xích ra hả? Trời nó kêu em xích ra con bỏ giờ xuống. Con chào ông bà cô chú nè hả? Chưa cho cha con ăn rồi. Thôi bưng cái tô lên mời các ông bà cô chú nè. Bưng ra. Ba tô. Gái luôn. Cả nhà cùng ăn bún nha cả nhà. Đây em mời cả nhà ăn nha cả nhà. Này em mới chỉ có bún thôi, bún thôi. Còn cá thịt thì ai ăn thì bỏ vô. Đó. Dạ không ạ. Thôi em mời các quên lúc tôi không ăn nó sôi quá. Bài ra rồi cha hưởng tô rồi cũng ăn gì thôi à cả nhà. Cái nồi đổ cho nó qua bên luôn. Đó, quá trời cái lỗ rau nó ngon. Xương ơi. Xương nè. Một con cá rồi cái cô có cho ăn xương nè. Bà bán cái lê không đó. Em nói một đống uống ra lèo cái bà thấy kèm một đống xương luôn. Đi cái rồi. Quên bỏ ớt. Quên bỏ ớt. Bỏ ớt vô mới ngon. Em bỏ ớt nhiều luôn á cả nhà. Lắm rồi. Em không có bỏ ớt vô cho, không có bỏ ớt vô trong nồi tại vì có ông ngốc chuột này nè, chứ con gái đồ nó cũng ăn ít á cả nhà. Rồi em không bỏ vô và ai ăn thì bỏ thêm đi. Em thấy cái này là em ăn em chịu ít nặng chanh đấy. Quá trời luôn. Cả nhà thấy một mâm cá của em mình nó. Có một con cá à, đi xương. Quá trời luôn. Gái thịt đây nè con. Qua ơi con cắt thịt đây nè. Phải có cái bắp chuối á. Có bắp chuối thì nhà có mắm nữa rồi nay thôi nấu bún nước lèo ạ. À. Nhà em ưa lắm, nhà em ưa ăn bún nước lèo với ăn đồ mắm luôn á, phải lắm. À, mời các ông bà cô chú anh chị ăn với em nha. Chồng em gấp người tô bún với rau này là thấy em thấy cái người là no nê luôn rồi đó cả nhà. Chuột con chào ông bà cô chú hả chuột? Ngủ mới đó chị. Em cũng tập xương với chồng em cho nó hết bả xương rồi cả nhà. Đâu có phi lê ra đâu, về nhà phải mất gỡ xương em mà biết. Giờ biết chỗ cô này bỏ mặn mình mua xong rồi cái đầu cô bỏ căng xong rồi được nhiêu ký tính tiền rồi bỏ phi lê luôn. Mà có căng ký nó mắc hơn 5.000 không? Không thì cô sẽ mua chỗ kia thì nó như mấy chỗ mà ta không thi lê á thì nó 60.000 ký, còn chỗ của cô tới 75.000 ký. Mà báo phi sẵn luôn cho mình dành khỏi phi. Con cá to miếng cá bành kia nữa nè.
gái mang ăn bị đập ốm thôi coi. Đó, cài coi rồi. Con cho lớn em về tới cả. Đăng cái đầu cả nhà. Cái đầu em trẻ lòng ra. Cái đằng, cái đầu. Gì con ăn gì? Ơ canh, ớt cay. Ớt cay. Con đụng vô tay con đó. Đây. Rồi nè. Để mẹ ăn xong rồi mẹ đút cho con. Hiểu không? Hiểu không? Trời. Em bỏ ớt nhiễm thấy cay nè, anh Mạnh Lan không cay nha. Cay nha. Bốc luôn nè. Con vô cuốn kìa. Đúng rồi, em rửa tay anh tìm rồi là nước thôi nè, anh lấy cho nó tự gấp. Nào ăn bỏ rau bỏ vô, để lấy vô lấy xong đi bỏ cái nồi nó qua bên rồi bỏ cá vô. Hai anh em nó mới nghỉ làm vô ăn cả nhà ơi. Chị chinh đi khoe hôm nay được mấy líp rồi có biết nè, cái bữa nào lại mới hai nồi hả? Mới bữa hơn bữa tiếp nấu gì à, mắm kho và tới là bữa nước lèo cũng mắm luôn cả nhà, mắm luôn nè. Ừ, nấu ớt tôm luộc còn rau rồi cả mấy rau trên có đậm thấy lửa quanh quanh không ạ, trên nó dặn rau nhiều lắm cha, nó cho nó đóng rau luôn mà thấy cao không ạ. Ngon, trong bất cá đó không? Thương, cá bên đây. Để đây nó cặp tiếp ra. Cá nữa nè. Ngon thì gấp. Ớt đầu quân ớt mấy mọi ớt một hay mới chê. Gấp mẹ nguyên cho miếng luôn đi. Mẹ miệng vô hút sữa. Từ ghẻ thương cá mình. Để nó từ đây. Rồi, ok. Bước vào một hấp hộn. Dễ gì? Cá bẩn rồi à. Ta thật bình đây, gấp nguyên miếng luôn đi. Ừ. Cái này nó cay chết luôn nè anh. Hết ngọt mà ăn. Thì vừa thôi cho mấy con nó kiếm chút lĩnh rồi. Rau nhiều quá ăn thành mua giá không? Rau nhiều mà ngâu ngon. Đói à? Ông làm một câu tán là ngon luôn. Ai đói? Mọi bữa. Mọi bữa làm ngon là ổng là làm tô ít nước thôi cái nào. Chiều đi làm về ai cũng đói, 5 giờ. Giờ ngon. Chín quá. Cái ơi, nói cho mẹ cái tô nhỏ rồi mà gắp cúng một trang xem mà. Bổn không?
Thôi hả? Mang hết vậy? Coi chừng hồi chuột ăn trước nữa mà. Hồi chuột ăn trước cha luôn hả? Chuột ăn lại ăn trước cha luôn ha.